nhà tránh dịch 2 tuần biết làm gì ra ta? Thôi đi ra vườn, chăm sóc vườn rau đây. Với lại đi theo chị Nguyệt nè, thu hoạch rau sạch, nấu ăn, quay clip chơi đi các bạn ơi. Bắp cải bữa nay nó cũng quấn rồi nè. Cắt một trái hay hai trái? Hai trái luôn hả? Nó còn hơi non. Ừ. Đầu làm lại vườn rau nha. Cái đó trọng gì anh Tiên? Trong cái cà xuống đó hả? Dời chỗ hả? Dạ. Tới 4 cái ớt ăn sao hết trời. À. À. Cái này anh Tiến làm phân hoa tại chỗ luôn ha. Cắt cỏ chặt nhỏ ra để dưới tốt luôn ha. Phần này là tốt lắm á. Và cái này phải anh Tiến ủ được vài bữa nữa hay hơn. Cái này nó sẽ nó cháy tròn lớp đất lên. Ừ. Mà đổ cái bịch phân nãy anh đi. Để đất cát không nó không tốt. Bốn con gà đã được ra ngoài rồi nè. Anh Tiến đã làm cái chuồng gà đây. À, cỡ này là bay ra nghe Tiến ơi, chăn lại thêm đi, cỡ này là nó bay á. Vườn rau này của anh Tiến với chị Nguyệt mới bắt đầu làm thôi nha, cho nên là rau nó còn nhỏ lắm. Cái dây bầu này cũng mới bắt đầu có trái nè, có nụ cũng nhiều á, nhưng mà không biết đậu được nhiều không. Nghe anh nuôi gà để lấy cái phân nữa, bón vô cây cũng rất là tốt, nhất là bón vô ớt. Ớt nó sẽ rất là cay nha mấy bạn. Cũng có trái rồi đây. Đấy đây. Cái xanh đuôi phụng hả? Rau muống ha. Bộ ngó cũng lên rồi nè. Đợt này anh Tiến hoành tráng quá rồi. Trời bông rồi nè. Rồi đây, mướp. Cắt một trái hay hai trái? Hai trái luôn hả? Nó còn hơi non. Ừ, đếm thôi nó già quá. Rồi đưa đây. Bữa hôm để già quá cho nên bữa nay cắt non luôn. Tới không? Rồi, vậy cắt đi. Rồi, được 3 trái nè. Dư nồi canh rồi đó. Này rau sạch luôn nha, em bé ăn là thoải mái. Mày đâu cắt ha. Nấu với bồ ngót đi, cắt bồ ngót đi. Ừ. Để cho nó đâm nhánh lên là được rồi. Cây này cắt luôn đi. Đâu? Nhiều vậy à? Nhiều quá. Một rổ, đủ rồi đó. Bắp cải bữa nay nó cũng quấn rồi nè. Đẹp rồi đó. Tay trái thì mình chỉ gọt ngọt. Cái kèo nhanh lắm luôn. Rau đem vườn vô là rau sạch luôn ha, đảm bảo không sợ gì hết. Cái này cũng gần chín đây nè. Tơi bồ ngót quả chung luôn hả mày? Đừng
ngon quá. Xong rồi ha, đặt xuống được rồi đó. Tìm nữa ha. Ngon quá. Bếp nha. Đếm đi, đếm cả giờ ăn chưa? Dạ không? Chút. Chị Nguyệt mở quán ăn được rồi đó nghe. Tiêu hả? Chuẩn bị ăn cơm thôi. Cái nồi cá kho quẹo kiểu miền Nam quá trời ngon luôn. Cái này bữa nay phải có cua nữa là ngon biết nhiều ha. Rồi, cơm cá kèo kho quẹt canh cắt ngoài vườn mướp mùng tơi mùng ngó đậu biếc nấu sôi hồi sáng.